Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của ReviewS. Và đây sẽ là video mình cùng các bạn đánh giá về chiếc ROG Flow Z13 sau nửa tháng sử dụng của mình. Và chi tiết thì mời các bạn cùng mình bắt đầu để tìm hiểu. Mình là Công, tới từ ReviewOS. Đầu tiên thì mình phải nói một chút về cái phiên bản mình đang cầm ở đây. Nó sẽ khác so với cái phiên bản thời điểm đầu ra mắt, bởi vì đây là bản nâng cấp và cấu hình ở bên trong em này sẽ là Intel Core i9 12900H. Cái này thì giống bản trước nhưng mà GPU sẽ được nâng cấp. Đây sẽ là 3050 Ti thay vì là 3050 như phiên bản đầu tiên. Và với 3050 Ti thì tất nhiên là hiệu năng của bạn khi sử dụng cũng được nâng lên rồi. Nhưng mà cái điểm mình thích nhất khi sử dụng cái máy này tại thời điểm này, đó là được tối ưu lại để kể cả là chip hay là GPU đều sử dụng ổn định hơn và mát hơn. Mình sẽ chia sẻ với các bạn về trải nghiệm sử dụng của mình với cái máy tính này thông qua hai hoàn cảnh. Thứ nhất là khi mình đi ra ngoài, thứ hai là khi mình ở trong nhà. Đầu tiên thì hãy cùng mình nói về lúc mà mình đi ra ngoài. Thì khi đó mình sẽ sử dụng máy là chỉ có mình cái laptop của chúng ta thôi. Mình không cắm eGPU như thế này, bởi vì mình đang ngồi ở trong nhà nên là mình tiện thể mình cắm luôn. Như các bạn thấy là kết hợp thành một combo thì trông nó cũng đẹp. Nhưng mà khi đi ra ngoài mà chúng ta cầm cả combo thế này cắm thì có vẻ nó hơi lằng nhằng. Nên là mình quyết định chỉ cầm mình cái máy tính của mình ra thôi. Và mình sẽ để cái combo này của mình ở nhà. Khi mình sử dụng ở dạng này thì chiếc Z13 của chúng ta nó sẽ như là một chiếc máy tính bảng và có một cái bàn phím gắn ngoài vào. Thì lúc đó mình sẽ dùng để mình làm content, mình làm nội dung ở bên ngoài. Hay là trong những hôm mà mình đi quay cho khách hàng thì mình sẽ dùng cái máy này để mình kiểm tra suộc của mình, xem là những cái suộc mình vừa quay xong, màu sắc của nó đã ngon chưa, rồi là chất lượng hình ảnh như thế nào, và cũng như để khách hàng của mình chốt luôn cái bố cục, cái cảnh quay như vậy đã ưng ý hay chưa. Với những chiếc laptop mỏng nhẹ thông thường, nếu như mà CPU không mạnh, GPU không mạnh thì khi mình mang ra ngoài mà đổ màu như vậy gần như là không xử lý được, bởi vì A73 của mình quay ra là suộc 4K và mình còn quay S-Log nữa, nên là cái việc xử lý nó khá là nặng nề. Tuy nhiên với chiếc máy này nó vẫn đảm bảo cho mình được tính di động, sự mỏng nhẹ, chỉ có 13 inch thôi, bỏ vào cặp nó rất là gọn luôn. Và nếu như mình muốn gọn hơn thì mình có thể bỏ cái bàn phím của chúng ta ra. Lúc này máy chỉ còn là một chiếc máy tính bảng và nó cực kỳ gọn gàng. Nhưng hiệu năng nó mang lại thì hoàn toàn đủ cho mình trong việc là check suộc. Thậm chí là có đôi khi mình ngồi ngay quán cà phê và mình trực tiếp làm video của mình luôn. Thì cấu hình ở bên trong là Intel Core i9 12900H và 3050 Ti vẫn đủ sức xử lý cho mình được video 4K. Chỉ có điều là mỗi lần mà mình lướt qua những cái chuyển cảnh nặng của mình ấy, thì có vẻ hơi khựng nhẹ một tí thôi. Còn cái việc mà mình băm video, mình cắt chỗ này, mình dán chỗ kia rất là mượt mà và nhẹ nhàng. Thì đó, như các bạn thấy là trong cái điều kiện sử dụng bên ngoài bình thường của mình thì kể cả là mình dùng Premiere, cấu hình ở trên máy vẫn đáp ứng được cho mình về mặt hiệu năng. Nên là hiệu năng của em này cho dù không cắm eGPU mình thấy vẫn rất hài lòng. Và mình đã có thử test game trực tiếp ở trên máy, xem là khi chúng ta không cắm eGPU thì hiệu năng của Intel Core i9-12900H và 3050 Ti sẽ như thế nào. Tất nhiên là lúc này thì mình sẽ để máy ở chế độ Turbo và mình có chơi thử CSGO, một tựa game rất là quen thuộc mình hay test cùng các bạn. Thì FPS cao nhất mình đạt được là khoảng tầm 250 và sẽ ổn định trong mức 220. Mình có thể chơi liên tục như vậy từ 1 tới 2 tiếng đồng hồ mà máy vẫn giữ ổn định được hiệu năng. Tựa game tiếp theo mình thử là ARK. Đây là một tựa game khá là nặng nhưng mình có thể để ở mức đồ họa cao được. Và khi mình chơi, FPS cao nhất là 80, thấp nhất là 50. Và mình có đi qua nhiều khu vực như rừng, núi hay là những cái phần nước của chúng ta thì FPS giữ ổn định ở mức 55. Và đó là những cái trải nghiệm của mình về mặt hiệu năng của máy khi mà mình sử dụng chỉ có mình chiếc máy tính bảng của chúng ta thôi, mình không kết nối với eGPU ngoài. Các bạn thấy hiệu năng như vậy đã đủ đáp ứng các bạn hay chưa? Nhớ comment cho mình biết nhé. Ngoài ra mình chia sẻ thêm với các bạn là cái sự tiện lợi của em này khi mình mang ra ngoài thì mình có thể dễ dàng thiết lập được góc của máy đây như thế này, các bạn nhìn này. Kể cả mình để thấp xuống vẫn được, hay là mình nâng cao lên máy vẫn có thể giữ được luôn. Cái chân đế đằng sau nó đủ sức linh hoạt để mình thay đổi góc máy. Nhưng mà có điều vì chúng ta chỉ là một chiếc máy tính bảng và gắn một cái bàn phím tháo rời nên mình khá khó khăn trong việc mình để lên chân của mình. Thói quen của nhiều bạn khi gõ văn bản là để laptop lên trên chân và gõ, nhưng mà em này là máy tính bảng lai, đâm ra là lúc mà mình để lên chân ấy, thì mình cảm thấy nó không được ổn lắm. Vì thế mình thường phải để ở trên mặt bàn. Nói về bàn phím để gắn vào ROG Flow Z13 thì mình sẽ chia sẻ hai cái mà mình thấy thích khi sử dụng. Thứ nhất là cái bàn phím này không chỉ là bàn phím gắn vào mà nó còn là một cái cây để bảo vệ cho cái máy tính của chúng ta, đặc biệt là bảo vệ cho phần màn hình. Khi các bạn gấp bàn phím vào nó sẽ lập tức bảo vệ toàn bộ màn hình của bạn luôn, không sợ cái gì va vào làm xước màn hình của bạn hay hỏng màn hình. Cái điểm tiện lợi thứ hai mà bàn phím này mang lại đó là nó có thể tạo được một góc nghiêng so với mặt bàn để cảm giác gõ của mình tốt hơn.
Ngày xưa mình có dùng một số những dòng máy tính khác cũng là bàn phím gắn rời như thế này và mình không thể nào điều chỉnh góc độ nghiêng được nên là cảm giác gõ nó chưa sướng. Nhưng mà ở trên em này thì mình đáp ứng được điều đó. Còn về cái hành trình phím của chúng ta thì mình đã chia sẻ trong rất nhiều video rồi. Nói chung là hành trình phím đủ để chúng ta gõ mà không bị tù tay. Còn về khoảng cách phím hay là layout phím thì quen thuộc và không cần làm quen lại. Khi gõ sẽ không sợ bị nhầm đâu nhá. Và nếu như bạn nào là fan cứng của đèn LED RGB thì ở trên bàn phím này có LED RGB luôn lấp lánh đủ màu cho các bạn tha hồ mà điều chỉnh. Dùng một chiếc laptop khi mà chúng ta đi ra ngoài cà phê thì không chỉ là một cái laptop để làm việc mà mình nghĩ rằng nó cũng phải mang lại cho bạn cái mood, cái sự hứng khởi hay là tạo được cá tính, tạo được dấu ấn cho bạn. Và ROG Flow Z13 tạo được cho mình điều đó. Khi mà mình để ở trên bàn, nó như kiểu là một khối kim loại sang trọng vậy. Và nhìn từ phía sau các bạn thấy cái gì không ạ? Cửa sổ đổi màu luôn, thể hiện cái gì đó rất là vũ trụ. Còn khi mà mình nhìn từ phía mặt trước của máy thì mình lại có một cái màn hình có thể cảm ứng được, nó tiện lợi khi mình sử dụng. Ví dụ mình gõ bàn phím mình cảm thấy chán quá, mình lấy tay mình chọc chọc vào màn hình là mình điều khiển được máy. Hay là khi mình muốn ghi chú, mình muốn vẽ vời, muốn ký trực tuyến thì mình sẽ có một cái bút đi theo máy luôn để mình dễ dàng ký những thứ ở trên màn hình của mình. Hoặc là các bạn là một người hay phải kiểm tra xem là nhân viên của mình có làm sai gì không, cái bản thiết kế này đưa ra nó có bị lỗi gì không, thì mình sẽ trực tiếp sử dụng cái bút này của chúng ta để mình khoanh vào những khu vực ở trên màn hình của mình và từ đó mình gửi cho mọi người để xử lý công việc rất là nhanh chóng. Nói chung là với ROG Flow Z13 thì mình sẽ có một chiếc vừa là laptop này, vừa là máy tính bảng để mình có thể không chỉ làm việc mà còn giải trí trong cái điều kiện là mình đi ra ngoài cà phê hay là mình ở môi trường bên ngoài. Và bây giờ cùng mình quay về studio để kết hợp bộ combo này lại, chúng ta sẽ có một chiếc máy tính rất là mạnh mẽ với lại Intel Core i9 12900H và card RTX 3080. Đây, 3080 của mình đây. Thì ngoài cái việc em nó mạnh ra, còn một cái nữa mình thích đó chính là giúp trong setup của mình trở nên dễ dàng và gọn gàng hơn. Thì như các bạn thấy là khi chúng ta setup, các bạn sẽ cần cắm màn hình, cắm chuột, cắm bàn phím. Đấy là ba thứ tối thiểu. Chưa kể là những bạn nào có ổ cứng ở ngoài, các bạn cần cắm thêm ổ cứng ở ngoài, cắm thêm pad chuột. Nếu như mà các bạn chỉ dùng một chiếc laptop để kết nối với từng đấy thứ thì có phải là mỗi lần muốn bê laptop ra ngoài bạn lại phải rút từng thứ một không? Nào rút chuột, nào rút bàn phím, rút này rút kia, rất mất thời gian. Nhưng mà với combo này của mình thì mình chỉ cần rút một thứ duy nhất, đó chính là mình rút cái cọng cáp kết nối giữa eGPU và laptop ra thôi. Lúc này hai chiếc máy của mình tách làm đôi luôn. Và toàn bộ combo kia của mình vẫn ở lại, không cần phải đi dây lại lằng nhằng. Thì đấy là cái điểm mình rất thích. Và khi mình sử dụng eGPU thì mình cũng có luôn một bộ nguồn để cấp trực tiếp cho Z13, mình không cần cắm nguồn ngoài. Rồi những cổng kết nối ở trên eGPU của mình cũng rất là nhiều, gần như là mình không cần sử dụng cái gì ở ngoài cả. Đối với mình là người hay phải sử dụng đầu đọc thẻ thì mình có luôn đọc thẻ ở trong này. Mình cần nhiều cổng USB, mình cũng có luôn, thích cắm mạng LAN, có luôn anh em ơi. Nói chung là về chiếc eGPU này tiện lợi thế nào thì mình thấy đã có rất là nhiều video thời điểm ra mắt rồi. Đây cũng không phải là cái gì nâng cấp cả nên mình nói sơ sơ như vậy thôi. Và với sự giúp sức của Intel Core i9 12900H cùng với lại RTX 3080 thì mình có thể edit được video 4K từ A73 của mình, kể cả có dùng hiệu ứng nặng đi nữa thì mọi thứ vẫn rất là mượt. Và thường khi mình ở nhà thì mình sẽ cho máy của mình gánh hai màn hình một lúc. Lúc này thì cái màn hình cảm ứng 13 inch ở trên laptop của mình sẽ như một cái màn hình để mình tra cứu thông tin bên ngoài, còn màn hình lớn sẽ là cái để mình dựng video. Và thực sự nó rất là tiện lợi, làm việc mọi thứ nhanh hơn, hiệu quả hơn. Các bạn cứ nghĩ thôi, một màn hình đang làm video, màn hình kia bạn vẫn check được thông tin ở trên web, bạn vẫn biết được khách hàng đang chat gì với mình hay là trao đổi với những người anh em của chúng ta, tiện lợi vô cùng. Mà lại còn đỡ tiền mua hai màn hình nhá, các bạn chỉ cần mua một màn hình ngoài thôi, còn một cái chính là laptop của chúng ta luôn. Và trên đây là những cái trải nghiệm của mình khi sử dụng ROG Flow Z13 trong hai hoàn cảnh là ở ngoài trời và ở trong nhà. Thì mình chia sẻ thêm với các bạn một chút những cái điểm mà mình chưa nói từ đầu video đến giờ. Thứ nhất là về độ sáng của cái màn hình này. Thì các bạn chỉ cần sử dụng mình màn hình của chúng ta thôi, đây là màn hình IPS nhá. Nhưng mà mình thấy là màu sắc của nó cũng chính xác, đủ để mình cân chỉnh màu sắc hay là cân chỉnh ảnh video trực tiếp ở trên màn hình. Và về độ sáng của em nó thì cũng đạt được 500 nit, tức là mức đủ để mình sử dụng ở môi trường bên ngoài, mình vẫn nhìn được mọi thứ ở trên màn hình của chúng ta. Cũng có đôi khi mình xem phim hay là mình edit video ở trên máy, mình lười cắm tai nghe vào đây thì mình dùng trực tiếp loa của chúng ta luôn, nó vẫn đủ cho mình trong quá trình sử dụng. Và có một vấn đề mà có thể nhiều anh em cũng quan tâm, đó là ở trên cái máy tính này, tất cả mọi thứ nhét gọn vào trong một khung hình nhỏ như thế này thì liệu tản nhiệt của nó có ổn hay không? Câu trả lời của mình là cũng không ổn đâu, nghe nó khá là dễ chịu nhá. Tiếng quạt của ROG nghe cảm giác êm tai. Và mình đã có sử dụng kể cả ngoài trời hay là khi mình ở trong nhà tất kết hợp với eGPU thì mình thấy là tiếng quạt ở phía trên này của máy này nó vẫn không làm cho mình mất tập trung. Nhất là mỗi khi mà mình làm video thì mình thường đeo tai nghe mà, nên các bạn biết là đeo tai nghe vào rồi thì đâu có nghe được tiếng quạt nữa đâu. Hay là có những khi mình sử dụng loa thì tiếng loa của chúng ta nó vẫn lớn và át được tiếng quạt, nên các bạn có thể yên tâm về vấn đề này.
Còn khi mà chúng ta sử dụng trong việc làm nội dung gõ văn bản thông thường thì tiếng quạt ở trên này rất là êm, rất là nhỏ. Và nếu như các bạn để ở chế độ silent thì thậm chí là sẽ có những lúc bạn không thấy tiếng quạt của chúng ta đâu cả. Và bạn có thể yên tâm là tập trung làm việc tối đa công suất nhé. Đến đây thì mình sẽ kết thúc video đánh giá chi tiết về ROG Flow Z13 của mình sau nửa tháng sử dụng, hay còn nói là sau 2 tuần đấy. Và các bạn thấy sao về em này, cũng như các bạn còn cái điểm gì muốn mình chia sẻ thêm thì cứ để ở phần bình luận của video. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những video lần sau của Review OS.